Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Trong chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 24 tháng 7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách tỉnh Ninh Bình. Ngày 24 tháng 7 tại cổng thông tin điện tử Chính phủ đã diễn ra cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân. Tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trả lời về những vấn đề mà người dân và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Ngày 24 tháng 7 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Thomas Donilon. Ông Donilon là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đầu tiên tới Trung Quốc trong vòng 8 năm qua. Ít nhất 10 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và một số khác bị thương sau khi một máy bay không người lái của Mỹ không kích một khu vực bộ lạc thuộc Tây Pakistan, giáp giới Afghanistan. Thưa quý vị, kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 24 tháng 7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách của tỉnh Ninh Bình. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm gia đình ông Lê Văn Thiêm, có hai con là liệt sĩ ở thôn Phúc Sơn 1, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trang có một con duy nhất là liệt sĩ ở thành phố Bình Hòa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Thương binh 1/4 Bùi Huy Cần, xóm Phong Thành, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước đã thăm hỏi động viên và chúc các thương binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng sống vui, sống khỏe, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh đóng trên địa bàn huyện Nho Quan, nơi đang điều trị cho hơn 130 bệnh nhân, Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các thương bệnh binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, sự hy sinh to lớn của những người đã chiến đấu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và hòa bình cho nhân dân. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của các gia đình có công với cách mạng và đang cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ cho các đối tượng này nhiều hơn nữa. Phó Chủ tịch nước mong rằng trong thời gian tới, cán bộ công nhân viên của trung tâm cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công việc của mình. Phó Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình thường xuyên quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, đồng thời giúp đỡ tạo điều kiện học nghề và việc làm cho con em các gia đình chính sách. Kỷ niệm 44 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 7 năm 1968, 24 tháng 7 năm 2012. Ngày 24 tháng 7, tại khu mộ 10 liệt sĩ thanh niên xung phong, Ban Quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc đã làm lễ giỗ tại khu mộ của các nữ anh hùng. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự buổi lễ. Cách đây 44 năm, để giữ tuyến huyết mạch lưu thông đảm bảo cho tiếp tế lương thực từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, trong khi đang làm nhiệm vụ, 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc đã bị một quả bom của giặc rơi trúng đội hình và tất cả hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong góp phần bảo vệ huyết mạch giao thông thông suốt, góp phần vào thắng lợi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên trong đoàn cũng đã dự buổi lễ bàn giao công trình cụm tượng 10 liệt sĩ thanh niên xung phong của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng tỉnh Hà Tĩnh. Công trình có diện tích hơn 1 hectare, gồm khu tượng đài, khu công viên trồng cây lưu niệm, hệ thống trục đường tham quan và các hố bom tự tạo. Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, là sự đóng góp của hàng vạn cán bộ giáo viên ngành giáo dục Việt Nam với mục đích tri ân đối với 10 liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí trong đoàn đã đi thăm hỏi và tặng quà cho 4 thân nhân gia đình liệt sĩ ở huyện Đức Thọ. Và sau đây là hoạt động của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại tỉnh An Giang. Ngày 24 tháng 7 tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì hội nghị bàn về chính sách mô hình phát triển các sản phẩm trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng tham dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và của 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gợi ý các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cần lựa chọn các sản phẩm chủ lực với tiêu chí gắn với xuất khẩu, tiêu thụ trong nước, từ đó xác định việc gì nhà nước làm, doanh nghiệp làm và nông dân làm. Làm thế nào để sản xuất tiêu thụ gắn kết với nhau, tiêu thụ thị trường trong nước, ngoài nước, xây dựng hạ tầng đồng bộ cho sản xuất, chế biến. Trước đó, đoàn công tác chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm trưởng đoàn cùng các bộ ngành trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã làm việc với tỉnh An Giang. Đoàn đi khảo sát thực tế về cánh đồng mẫu lớn và chuỗi liên kết trong nông nghiệp, về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
nghe lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, doanh nghiệp trong tỉnh kiến nghị các hỗ trợ về cơ chế chính sách đối với sản xuất cây lúa và một số mặt hàng nông thủy sản quan trọng khác, về cơ chế chính sách và mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã biểu dương tỉnh An Giang là một trong năm địa phương đang đi đầu trong phong trào xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đồng thời lưu ý tỉnh trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, An Giang cần quan tâm đến tiêu chí về thu nhập của người dân, các chỉ tiêu về lao động và lao động có việc làm thường xuyên. Trong thời gian tới, tỉnh An Giang cần thực hiện việc lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu có sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư nhằm tăng hiệu quả cao hơn. Ngày 24 tháng 7 tại thành phố Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã tiếp bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia dẫn đầu đoàn công tác cấp cao đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Nhân Chiến đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh trong những năm qua, nhất là sau 15 năm tái lập. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam On bày tỏ sự vui mừng và niềm trọng thị đối với sự đón tiếp ân cần của lãnh đạo cũng như người dân địa phương. Phó Thủ tướng cho biết đây là lần thứ ba bà có dịp thăm và làm việc tại Bắc Ninh. Mỗi chuyến thăm là một lần chứng kiến sự đổi thay sống động của mảnh đất và con người nơi đây. Bà tin tưởng rằng Bắc Ninh với tiềm năng và những cơ hội sẵn có sẽ ngày càng phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội. Đồng thời bày tỏ sự đồng cảm về những nét văn hóa tương đồng, nhất là trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa cho nhân loại. Tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam On cùng thành viên trong đoàn được thưởng thức làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày 24 tháng 7, tại Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã diễn ra cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân do Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường chủ trì. Tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trả lời về những vấn đề mà người dân và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Bộ trưởng đã trả lời câu hỏi về thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam đối với những đồng bào không có quốc tịch, đã cư trú ổn định lâu năm và làm ăn chân chính trên lãnh thổ Việt Nam. Luật quy định cái điều kiện thủ tục rất là đơn giản. Cái đơn giản là gì? Đơn giản là cái chỗ là cái việc nhập quốc tịch của những người này thì do chính phủ chỉ đạo, do ủy ban nhân cấp tỉnh chỉ đạo và đến cấp huyện, đến cấp xã và các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, cấp xã thì chủ động lập danh sách của họ, làm hồ sơ cho họ và sau đó thì tỉnh kiểm tra, lập danh sách, đề xuất lên chính phủ. Và chính phủ thì trình cho Chủ tịch nước để quyết định theo danh sách, chứ không phải từng trường hợp một. Thủ tục rất là đơn giản và không có lệ phí gì cả. Về thực trạng thủ tục chứng thực chữ ký cá nhân trong việc áp dụng cơ chế hành chính một cửa liên thông đang có nhiều vướng mắc mâu thuẫn, Bộ trưởng Tư pháp khẳng định cơ chế một cửa liên thông là một bước cải cách rất quan trọng, rất hiệu quả, tích cực. Thì cái người dân đến và ký trước mặt chủ tịch hoặc phó chủ tịch và chủ tịch phó chủ tịch cũng ký luôn và cấp lại cái giấy chứng nhận đó. Tuy nhiên thì về lâu dài thì cái việc này phải tính thêm và cũng rất là mừng là Quốc hội cũng đã đồng ý để xem xét trong cái nhiệm kỳ này cái luật về chứng thực. Thì chúng tôi cũng đang suy nghĩ theo cái hướng làm sao đó để tăng cường trách nhiệm của cái cán bộ trực ở cái một cửa liên thông đó. Có thể để cho người đó ký trước mặt cán bộ và cái cán bộ đó phải chịu trách nhiệm thay mặt cho chủ tịch, phó chủ tịch chịu trách nhiệm về cái việc đó, cái việc ký chữ ký đó là đúng là phải. Nội dung cuộc trực tuyến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã giải đáp sự quan tâm của nhân dân đối với các vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp như công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các vấn đề nóng trong dư luận hiện nay như có nên công nhận hôn nhân đồng tính, việc thi hành án, bán đấu giá quyền sử dụng đất. Thưa quý vị, trước việc ngày 19 tháng 7 năm 2012, Quân ủy Trung ương Trung Quốc chính thức quyết định thành lập cơ quan chỉ huy quân sự của cái gọi là thành phố Tam Sa, đặt căn cứ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa
và việc ngày 21 tháng 7 năm 2012, phía Trung Quốc đã tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân khóa 1 của cái gọi là thành phố Tam Sa. Ngày 24 tháng 7 năm 2012, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ, việc Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và triển khai các hoạt động nói trên đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và là vô giá trị. Những hoạt động này của Trung Quốc trái ngược với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10 năm 2011, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp. Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động nói trên của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt và hủy bỏ ngay các hành động sai trái đó, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Ngày 24 tháng 7 năm 2012, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm phản đối gửi tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Cũng trong ngày 24 tháng 7, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến và Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cùng ra tuyên bố nêu rõ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa một lần nữa hết sức lo ngại và bất bình trước việc ngày 19 tháng 7 năm 2012, Quân ủy Trung ương Trung Quốc chính thức quyết định thành lập cơ quan chỉ huy quân sự của cái gọi là thành phố Tam Sa và ngày 21 tháng 7 năm 2012, phía Trung Quốc đã tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân khóa 1 của cái gọi là thành phố Tam Sa. Những hành động sai trái của Trung Quốc không làm thay đổi thực tế hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa cương quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp của Việt Nam, cản trở nỗ lực chung duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, làm tổn hại tới tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.